Em Việt chào quý vị và các bạn thân mến. Em Việt chia sẻ cho quý vị và các bạn hai cặp bát 40 của hãng JBL. Thì có một cặp em Việt bán rẻ hơn cái cặp kia 1 triệu đồng nha quý vị và các bạn. Quý vị nhìn thấy nhìn cái lỗ mũi thấy nó bị con gì cắn đó. Thì chút xíu nữa em Việt sẽ quay cận cảnh rồi báo giá gửi đến quý vị và các bạn luôn nha. Thì bạn nào mua thì liên hệ qua số điện thoại 0963 721519, số đó cũng là số Zalo của em Việt luôn. Mỗi khi quý vị và các bạn gọi không được thì nhắn tin em Việt sẽ trả lời sau nha. Và phương thức mua hàng thì có hai, một là chuyển khoản đủ, hai là đặt cọc nhận hàng kiểm tra hàng trả tiền. Thì cái phương thức mà đặt cọc nhận hàng kiểm tra hàng trả tiền á thì giá nó cao hơn một tí xíu so với quý vị và các bạn chuyển khoản đủ nha. Bạn nào thích mua loại kiểu nào thì mua. Rồi. Đầu tiên em Việt chia sẻ đến quý vị và các bạn là một cặp toàn giải của tháo thùng của hãng Fortet. Fortet là cái hãng nổi tiếng của Nhật quý vị và các bạn. Thì lo này trở kháng là 8 ohm ha. Bass 26 quý vị và các bạn rất đẹp luôn. Nhìn rất là sang trọng quý vị và các bạn, đẹp. Cái này về quý vị và các bạn độ chế nghe nhạc hoặc là làm lo chung để hát karaoke thì hết thuốc nha. Bass 26 xin lỗi, Bass 26 nha quý vị và các bạn. Zin nguyên bản, xương đẹp. Thì cái này gã thùng, hàng gã thùng của hãng Fortet, hàng rất là đẹp luôn quý vị và các bạn. Giá chỉ có 4 triệu đồng cái cặp này thôi quý vị và các bạn, về độ chế chơi đó. Quý vị đi nào mà muốn karaoke hay là làm gì đó mà mua một cặp loa chung, giờ nó cũng 1 triệu mấy à. Mình mua cặp loa chung mà loa Fortet này nè, về chế làm loa chung là bao hay luôn quý vị và các bạn đó. Giá 4 triệu cặp này nha quý vị và các bạn. Anh em trên thị trường người ta bán cặp mấy cặp này không có giá 4 triệu đâu. Giá 4 triệu là tiền tư nha. Rồi. Bây giờ bát JBL thì đây em Việt có hai cặp. Đây, em Việt lấy nét cho quý vị và các bạn xem về cái mũi ha. Em Việt bao zin, bao thợ thầy kiểm tra. Đây quý vị và các bạn. Đó, màn giấy JBL thì nhìn nó như là có ánh kim, có kim tuyến ở bên trong nữa quý vị và các bạn, nhìn nó ngộ lắm. Rồi. Thì đây là cặp JBL Bass 40, màn giấy gân vải ship. Ship 3 3 gân nha. Rồi. Hàng rất là đẹp luôn. Xương đúc em Việt lật lại. Cái model của cái dòng này là JBL 2226 HBL 8 ohm, nếu quý vị và bạn từ 22 con 100, từ 22 con 100. Đó, dòng này thì nghe nhạc, hát hò karaoke, gia đình là bao phê luôn, làm show sự kiện được cũng bao phê luôn quý vị và các bạn. Từ 22 con 100 thì cặp JBL 226 HBL em Việt bán cho quý vị và các bạn á là 10 triệu đồng một cặp, chưa bao gồm phí vận chuyển và giá không mặc cả trả giá nha. Giá này là giá tiền tươi, còn giá mà đặt cọc nhận hàng kiểm tra hàng thì cao hơn tí. Rồi. Riêng cái cặp này thì em Việt bán rẻ nè, rẻ hơn 1 triệu so với cặp kia thì em Việt quay cho quý vị và các bạn xem. Không biết cái con gì nó cắn lủng cái lỗ mũi này quý vị và các bạn. Cái này nó lủng rất là ấy nha, nó lủng rất là gọn, mình nghĩ chắc cái con gì cũng dán gì nó cắn quá. Màn giấy thì đẹp quý vị và các bạn, con zin nha. Rồi, màn giấy đẹp con zin, để em Việt lật ở phía sau lại cho quý vị và các bạn cùng xem. Thì đối với cái cặp này đó quý vị và các bạn, cái cặp JBL này nè, thì nó rớt đâu mất tiêu của tem rồi quý vị và các bạn. Cái này là em Việt lấy cái này để đậy lại á, đừng có cho bụi nó rớt vô, tại ở đây nó có ba cái lỗ nè, nó rớt vô thì sợ nó kẹt con, nó rớt đâu mục tiêu của tem mà đó. Nó cũng là JBL 226 HBL quý vị và các bạn, thì cặp bên đây còn tem, cặp bên đây rớt đâu mất tiêu của tem mà dí lủng cái lỗ mũi quý vị và các bạn, lủng lỗ mũi thì lo zin hát tốt bình thường, chưa có qua sửa chữa quấn con gì cả nha quý vị và các bạn. Đó.
thì nó rất mất tiêu tem, em việc đậy lại đỡ để nó bụi nó lọt vào. Thì bạn nào á mà muốn mình cắt một miếng vải mình đậy lại thì mình sẽ cắt miếng vải đẹp mình đậy lại cho vị của bạn sao đó. Cái này á, cái tem này thì nó cũng không quan trọng, quan trọng là rosin thôi, cụ từ đồ cũng đẹp quý vị các bạn, cụ từ xương đồ đẹp hết trơn nè đó. Rồi thì em việc bán cho quý vị và các bạn á cái cặp mất tem với lủng cái lỗ mũi nè, thì mình bán cho quý vị và các bạn là em việc tính thôi tính 8 triệu rưỡi đi, thì rẻ hơn cặp kia 1 triệu rưỡi luôn quý vị và các bạn, rẻ hơn cặp kia 1 triệu rưỡi luôn. Ban đầu thì em việc tính là bán sẽ rẻ hơn 1 triệu nhưng mà thôi giờ bán 8 triệu rưỡi đi. Thì sự thật là cái cặp này á mình lấy là lấy lượt hai cặp, thì cái cặp mà mất tem với mà gắt mũi này nè thì mất tem á người ta bớt cho mình có 200.000 nè quý vị và các bạn, còn lủng cái mũi người ta cũng bớt cho mình 200.000 nè, là chỉ có 400.000 thôi, nhưng mà em việc về thì em việc bớt quý vị và các bạn đến 1,5 triệu đó, thì mình cũng không có lời quý vị và các bạn đó. Chủ yếu là mình bán mình lấy hai cặp về mình bán, nếu mà bán được hết á thì mình kiếm được chừng 200-300 thôi chứ nó cũng có nhiều, thì quý vị và các bạn thông cảm đừng mặc cả trả giá nữa. À, em Việt xin cảm ơn, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau. À, em Việt xin chào.